Hello cả nhà nhá. Chào cả nhà yêu. Mình chia sẻ cả nhà hôm nay mình vào bếp nấu cơm. Đây là mình vào bếp nấu cơm buổi trưa. Mình nấu cơm đây là mình lại làm theo yêu cầu bạn nói cũng là cũng lâu rồi. Hôm qua kia mình đọc comment lại thấy nói lại làm canh tiết heo ấy cả nhà. Canh tiết heo thì làm nói chung là ai làm cũng dễ chứ chắc là cả nhà, nhưng mà ăn ngon. Bạn bảo ăn cái này là tốt cho sức khỏe, máu não gì đấy. Nói chung là cái ăn cái này nó hợp với ai là người đấy là ngon cả nhà mình không? Đi đấy. Cho nên là hôm nay là mình đã vào bếp mình sẽ thổi cơm. Và là mình sẽ vòng trước hết vào là mình sẽ thổi cơm trước. Cơm trưa. Mình sẽ bỏ đồng gạo này sẵn rồi, tí mình sẽ đi vo gạo mình nấu. Đấy, cả nhà. Còn đây là cái bát tiết của mình đây. Một chậu là tiết có đánh cảm con lợn. Tiết ra bà họ tươi và họ bớt lại cho một ít để về làm cái video đánh tiết canh. Tiết canh để nấu, gọi là nấu canh tiết. Đánh đông lên, bạn thì bảo là đánh đông lên xong là được, cái đấy đơn giản lắm. Nhưng hôm nay mình sẽ làm theo bạn, nhưng mà mình chế theo cái kiểu của mình, tẹo là cho cây hẹ và rau thơm của mình lên trần kia, thì mình cấu, mình băm nhỏ ra, thái nhỏ ra. Đấy cả nhà, mình chia sẻ đây nhá. Thì là bắt tay vào mình làm. Trước hết là đi cắm nồi cơm đã, xong bắt đầu vo gạo và thổi cơm. Gạo đây mình thổi ba bò, vừa người vừa chó, người ăn bao nhiêu còn cho chó. Đây còn thì là tô tiết đấy, thì mình sẽ rau cỏ mình sẽ thái ra nhỏ viên ra, mình đánh đông lên xong rồi nấu canh đấy, cho vào vạc nấu canh như thế. Vo nước mưa nhé, bây giờ mùa mưa vo gạo nước mưa. Nó sạch đi. Cảnh quê nó là thế cả nhà. Sáng sạch thì bóc gạo sạch thì xong là mang vào nấu nhá. Cái thổi cơm là phải đong đốt ngón tay hay là bao nước này. Như bây giờ thời buổi nó có cái số này, bao nhiêu đấy. Nhưng mình theo kinh nghiệm cứ nhìn áng áng đấy. Tráng sạch nước này, nước trong thì thôi. Cho vào xoong nồi nấu nhá cả nhà nhá. Cho vào đây. Trước thổi dương thổi dạ. Nhà mình đông thời các ông bố mẹ mình chắc là ai cũng biết này, toàn 90 người con hết. Thổi nồi cơm to lắm, nồi cơm luôn cổ không rác. Đậy vung vào nhé. Nồi nữa. Đấy, xong. Đánh tiết đông vào để nấu canh tiết bữa cơm trưa của mình hôm nay mình chia sẻ đấy nhé. Cắt rau hẹ, nhặt rau. Các loại rau trên đấy. Bây giờ mình đang vào ngày mùa gặt hái vất vả lắm, nông thôn. Đấy, đêm qua mưa hơi to cả nhà. Đấy. Mình thu lúa rồi để vào kia kìa. Đấy. Chúng muốn đậy đắp bề đậy che bạt, đã có cơn mưa đậy ra xì rời đấy cả nhà nhìn thấy không? Mình sẽ đi cắt hẹ nha. Đây, có tí mưa cái rau tốt hẳn đi cả nhà nhỉ. Đấy. Bông lại lên đây rồi, bông khiếp lắm, rau tốt chứ cả nhà. Có tí mưa cái tốt ngay, ớt cái các kiểu, dấp cá. Này. Bông nên làm gì bông rồi à. Còn đây là bể nước mưa à, quên bể đây, bể nước lọc cho mình lúc nào phải lọc đầy phè để rửa ráy tắm rửa các kiểu. Bơm lên đây lọc than đá các kiểu xuống đây để ăn. Còn ngăn bên đây là nước mưa. Trời vẫn đang mưa tiếp này. Còn đống lúa nhà mình tối hôm qua chạy mưa ướt gần chết. Cả nhà nhìn đi, nhìn cái thau gì không? Thau này thau trứng đấy. Thau trứng này mình ủ này, nâu lắm rồi. Mấy tháng rồi đấy. Hôm nay mình lại chia sẻ tiếp cái thau trứng này nhá. Đây là trứng này mình đắp đất, mình nhào muối
Nếu nào làm cái nếp mình để chia sẻ tiếp, làm cái đây mình làm trứng thối nhưng mà không biết là nó có thối không. Làm 20 quả nằm trong đây này. Đấy. Còn đây là chum rượu của mình. Còn đây là rau. Còn đây là cây ớt. Khu rau cỏ của mình, cái đây cây nghệ tốt quá. Cả nhà nhìn thấy cây ớt của mình đây. Anh chồng này thừa ớt rồi, đâu ra nó chín đỏ này, cũng có thèm lấy đâu. Nhiều ớt quá này. Cả nhà nhìn thấy không? Rất tốt. Giống hẹn này cắt liên tục nó mới tốt cả nhà. Nên mầm khác này. Cái bông, cái này là cái bông nó để rổ đi. Còn ăn hết đất. Cái chú mè. Bông nó để chú mè. Nó cứ bay ở đâu nó mọc vào. Chỗ này để nó xanh cho mình khác đến cả nhà tha hồ đánh đó. Cả rau húng rau thơm đấy, từ này thoải mái cả nhà. Cắt thêm một vận của vài cục nữa chỗ này. Nên là mình làm video thì mình mới làm nhiều cả nhà. Thế còn bình thường ở nhà ăn thì đánh một nắm này, một rúm này là đủ rồi nè. Nó như thế, mình làm video thì làm nhiều, ăn hay không cái đấy không quan trọng cả nhà. Thế mà để chia sẻ cả nhà, nhìn nó vui quát mắt như thế. Mình lại cấu thêm ít rau nữa nhá, mỗi thứ một tí nhá. Mình cấu tiếp mấy cái rau răm nữa này. Mưa cái này tốt, xanh ngay cả nhà nhá. Cấu một ngọn này dưới tôi nữa. Đây rau răm này tốt cho cả nhà. Của nó là hành răm mới là truyền thống. Nhưng hôm nay mình sẽ làm một cái hẹ, canh hẹ, tiết canh tiết hẹ đấy. Cấu được này, mỗi thứ đấy thái hơi nhiều các nhà. Rau ngổ này, đấy. Đây còn cái mấy tàu đá xương sông này nữa nhá. Hôm mình làm cái nếp rồi nòng với bạn nào cũng bảo là tồi rồi nòng lợn cho cái xương sông này ngon lắm. Hôm nào mình thử làm nha. Bạn bảo hôm nào có xương sông thì tồi rất ngon, cái lá xương sông này. Cái xương sông đấy. Đấy. Ngon từ này thôi. Thoải mái đấy. Xong rửa. Hôm qua nó mưa nó bụi bặm. Đây là rau răm. Đấy cả nhà. Còn đây là xương sông. Để hẹ của mình đây. Đây mình sẽ nhặt sạch cho mang đi rửa để thái nhỏ ra nhá cả nhà nhá. Nó như thế bụi đấy còn. Mình đi thái nó mỏng ra cả nhà. Đấy cả nhà mình sẽ thái xong rồi này. Đây này. Thái thật nhỏ biến vào cả nhà, càng nhỏ càng tốt rồi. Cái này nói chung là để cho nó nhuyễn vào, chứ còn bình thường thì thái có khúc được mà. Như thế đấy nha, hẹ này, các loại rau đấy. Chủ được rau hẹ đầu tiên này, lá nốt, xương sông, rau răm, rau ngổ đấy. Nói chung có cái rau gì là mình cấu theo đấy. Đây này, bây giờ mình sẽ trộn đều lên đi. Đây cả nhà. Còn đây là tiết. Thì mình đánh cả một cái khay này. Nói chung khay này nhiều lắm, ăn không hết đâu. Nhưng mà cứ đã làm thì cứ làm luôn thế thôi. Đấy, nào chúng tôi chia sẻ cả nhà, mình sẽ đổ vào đây, mình đánh tỷ lệ là 1:1, một khay này tiết thì lại cho một khay này nước mì chính, hòa ra đánh kiểu đánh đông ấy, khía ra từng ô vuông như bao diêm một, đấy, cả nhà thấy không? Tỷ lệ đánh 1:1 nhá, một cái nọ một cái kia, tiết rồi đây mình cho mì chính vào đây nhá. Mì chính vào đây. Cái này cho hẳn 3 xìa đi. Đấy. Đánh đông nữa mà xong khác khác khúc nào cả nhà. Cho nước mưa nhá. Đây cả nhà. Nhà quê thì cứ phải có nước mưa là mình đánh tỷ lệ 1:1. Cả nhà nhá. Quả để cho nó đông cho vào nấu canh, sắt khúc là nấu canh. Đây cả nhà. À, nó đông rồi cái là mình sẽ khía ra nhá. Khía từng hộp vuông một. Đây xong bắt đầu mình sẽ nấu vào một chảo này. Siêu to khổng lồ. Nó là lối nào lồi canh tiết. Đun nước sôi này bắt đầu là tía ra mà thả vào đây. Cho sôi nữa cả nhà.
cả nhà ơi, bây giờ nước đã sôi nhá, mình sẽ giảm lửa đi. Đấy, xong mình sẽ đi thái cái này ra, xắt cái này từng miếng ra nhá. Mình sẽ lấy dao, mình sẽ xắt từng miếng như bao diêm một. Chứ mình sẽ xắt một phát ở giữa này ra này. Đấy, một phía thế này, thế này, cả nhà. Mục đích này để cho nó dễ gấp dễ gì thôi mà cả nhà có nghĩa đâu. Đấy, từ ô một thế là xong, thế thôi. Cả nhà này. Nấu nồi canh tiết thật, nấu nồi canh tiết siêu to khổng lồ. Đấy, ăn mát ruột lắm cả nhà. Cái này các cụ nói mà ăn cái này là nó khỏi đau đầu ấy, ăn cái canh tiết này, để ý nước trong nước mưa này. Đấy, nước trong ngon chưa, thơm chưa. Đấy, à, nồi canh tiết này đấy quá ngon chưa. Rồi mình sẽ múc ra mời cả nhà cùng ăn mình nha. Nước trong như này là được rồi cả nhà. Ôi dồi ôi, ngọt lắm cả nhà. Đúng đánh một nước một tiết cả nhà. Mình cho ít mình chính một nước một tiết nó ngọt mà thơm ở những cái mùi cây hẹ và cây những gia vị. Lá nốt xương sông. Quên nói lá nốt thì có mỗi xương sông thôi. Wow. Giờ mày là 10 rưỡi 11 giờ đến nơi rồi. Đấy. Đang ngày mùa ăn cái này đúng là bố đời luôn này. Cái cách một nhiều lần mình cũng luộc kỹ nghe là ăn nó sát đấy, nó sát lắm cả nhà. Luộc cái tiết này nó phải có, nấu cái canh tiết này nó phải có kinh nghiệm đấy. Ui, ngon chưa cả nhà. Ui, hai môi này có mà ăn ốm này, hai môi đúng một ba tô thấy chưa. Ui, không hết luôn. Ui, hết đúng hai môi đầy ạ. Một nước một cái nhá. Thương cả nhà. Còn đây là thịt gà. Đấy. Thịt gà rang lá chanh. Là mấy bà cháu nó ăn cái này, còn mình hôm nay chủ đề là chia sẻ món gọi là tiết nấu canh canh tiết heo. Đấy cả nhà, thì mình chia sẻ đây là cái món này là thôi mình không chia sẻ nữa nhá. Mình sẽ xới đĩa cơm ra ăn cùng. Nó mắng à, măng ớt của mình đẳng cấp chưa. Rau dở đầu đuôi gấp. Nấu cảnh cá, cảnh cái bất cả nấu ăn mì tôm mì tép sướng lắm cả nhà. Ăn được nào. A cay hỡi, a cay hời. Rượu chè là muôn thuở của loài người từ tổ tiên để lại. Uống làm sao là nó phải biết uống, người nó khỏe, cơ bắp khỏe. Đấy. Rượu phải để ngâm lâu, ngon, uống ngâm 10 năm, 20 năm càng quý. Làm thật nhiều bình vào cả nhà. Đánh cờ bạc mấy chục triệu, mấy trăm triệu cũng được. Làm thật nhiều bình ở giống biển ấy, làm thoải mái, ăn chơi bao nhiêu trả hết. Uống hết bình này này, chum này đổ vào, uống chung khác, đổ vào, đầy hết chung khác, đổ cứ hết gối, uống hết cả cuộc đời không hết. Wow, đấy cả nhà, bữa cơm mình chia sẻ bữa cơm của mình này. Rất đơn giản, nhưng mà ok, đấy, làm đĩa cơm nữa này. Bát bằng muối ớt này. Này, mình chia sẻ là cái món này, gọi là canh tiết lợn nhá. Canh tiết heo này. Heo thì dai. Đảm bảo với cả nhà ăn thì là vài cái mùa hè cũng nhất luôn, canh tiết rất mát, nước nó ở trong veo rồi cả nhà. Wow, ăn được cơm hao cơm lắm. Đi gật núa mà nóng nồi này mà ăn được bát canh tiết này cơm bố đời, không ăn cần ăn cái gì khác. Đấy, người ăn được thôi. Thơm phức chua, mình ăn hết nửa nọ rồi. Nấu cá các kiểu con loài rượu quả ớt ăn rồi đủ bạ, nó cay cay nè cả nhà. Luộc mà kỹ quá này cả nhà là nó sát tiết nhá, luộc kỹ quá là nó sát. Ngọt thật cả nhà, cái tiết ngọt. Các cụ mà ngày xưa là ăn là chữa được khỏi đau đầu đau đứt rồi. Nóng quá. Bỏng nữa. Trời, nó nóng.
dân dã này thôi cả nhà, nhưng mà ăn ngon lắm, nó toàn là hàng sạch, không lạm dụng hóa chất nhiều, có gì có mỡ thịt mì chính. Rau thì cây nhà lá vườn, mời cả nhà. Không cần ăn rau ngoài nữa. Ủa, nóng lắm. Nấu một chảo nha. Những người nào được, những người nào hay ăn cái măng ớt này thì hiểu cảm giác nó ngon như thế nào, thơm ngon như thế nào. Mình phải hiểu. Cái này nấu, mình nấu cái chạc cái nồi canh, cái chảo canh tiết kia phải mười mấy người ăn mới hết. Nóng à? Là cái quạt hơi nước kìa, quạt điều hòa kìa, nó thổi cứ vù vù to lắm, cho nhiều cũng mới bạn bảo thế sao cái gì mà nó to thế. À, cái quạt hơi nước ấy, không bật thì không chịu đâu. Đấy, các bạn xem thông cảm, là cái quạt cái hơi nước nó cứ vù vù to lắm, quạt đấy mà nắp đeo cái mic vào đây u rổ nó bắt thì nghe nó còn cứ sột sột sột. Đây mình quay bình thường bình dân. Cơm gạo này mùa ngon rồi, nước trong này còn ngọt lắm. Wow, sướng lắm. Ăn cái này thực ra rất đơn giản, nhưng mà nhiều khi nó ngại làm thôi cả nhà. Cái này nó cũng tới nửa ăn rất ngọt và ngon, mình luộc hơi kỹ. Nó quá nhỉ. Tôi biết ăn hết nữa, còn một xong kia là chích. Không ăn. Thế giải thể cho các em nô đề tu tốt. Ở nhà phát này cố gắng hết chén này. Ây da. Rượu ngon. Công nhận ngọt cả nhà, ngọt lắm. Cả nhà theo dõi clip mỗi lần hay cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho biển nha. Hẹn cả nhà clip sau. Yêu cả nhà rất nhiều. Đấy, cả nhà yêu cầu mình cứ làm cái món gì cái đơn giản là mình làm được. Thì con trâu con chó cái là phải có công việc hoặc có anh em. Thì mới thì được. Nếu mà mình ăn thì tiền thì con đấy ra. Cả nhà có nhận không? Rồi hẹn cả nhà clip sau nha. Yêu cả nhà rất nhiều.